Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2022, ngành đã hoàn thành 100% các đề án và 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, từ đó đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm 2022 của cả nước đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt đã có trên 8.600 sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tăng gần 1,9 lần so với năm 2020. Trong năm 2023, ngành nông nghiệp đề ra 6 chỉ tiêu cơ bản. Để đạt được các chỉ tiêu này, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng sẽ chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Trong năm 2023, ngành nông nghiệp thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất. Ngoài ra, ngành cũng sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất trong năm 2023.